Cái này xuống chúng con này một phát nó trọng luôn, không phải nhai. Ui quá nha. Pha bên chim đi vào huyền thoại trong miền Trung, chim có rất chi nhiều. Ôi trời ơi, mày chạy đâu cho thoát, mẹ con này về ngâm rượu thì thôi phê. Đây, xin chào anh em nhé, em phải đi với em này. Chết. Ui. Chết tại chỗ luôn. Có quay video hay? Có chứ. Hả? Mày còn tình không biết cho nó biết. Em hết rồi. Cái này chắc phải lên tâm mà. Chết tại rồi có. Chúng ơi, lên tâm bắt chết luôn. Có. Từ từ. Đầu ma con đấy là bắn là xuất sắc đấy. Bây rồi. Chết một con rồi. Alo. Xem một cụ kia. Em đang bánh chim được ngắn nhà Tam ấy. Thì lên đây đấu lên nhảy tới luôn chi bảy chỗ đây mà. Đồ má mày. Thôi. Giờ liền chứ. Thiệt. À ăn tiếng nữa vào anh còn đây mà. Chết luôn. Cứ đi lên nói lên đường chủ vàng chạy lên 634 giờ thắng lên. Sao nó ta hai viên rồi. Và đấy ẩu thế chứ. Wow, đau. Xong nó lặn. Từ từ cái này. Không nhưng mà chết đâu, trúng đầu đâu. Một khúc đồng ba người bên. Lượm luôn. Người xuống nước anh. Người xuống nước khó bắn ấy. Má lá chuối. Đổ má cái lá chuối. Đâu, mà đẹp. Chỗ đẹp. Bánh còn ngờ hiếu. Đâu, nó như vậy. Rồi. Đâu, mà chỗ nó ngon. Mua bao nhiêu gì em. Đúng chỗ điểm luôn, có cái điểm để ke luôn. Xin chào anh em là báo lông BCB anh em nhé. Đây, thì ngày hôm nay em ráp một cái cây condo cấu hình cao cho anh em vào trong bình định em nhé. Em vào trong bình định thì giao luôn cho một bác khách trong bình định này. Hôm nay bên em đi bem này, đấy, bác khách sướng chưa anh em nhé. Đây, bem được cả cọng cọc rồi anh em ạ. Con cọng cọc này rất chi ngon này, con này này. Dòng này hầu như không phải chỗ nào cũng có, chỉ có Bình Định mới có sao ấy. Giống cồng cồng này. Còn cò thì rất chi nhiều. Đấy, anh em nhìn không? Đấy. Rồi, chào anh em nhá. Đây là kết quả ở trên cồn. Đây là săn ở trên cồn anh em nhá. Được có ít lắm, được có mấy con này thôi. Nói chung là cũng đủ nhậu rồi. Giờ lướng nhậu xong rồi, nếu mà kịp sớm thì buổi chiều về cánh đồng. Về cánh đồng bem thì nó dễ hơn mà được nhiều hơn anh em nhé. Trên cồn này bem mệt lắm. Đây. Con này con cồng cọc này. Ôi hình như con cồng cọc này hơi bị quá lửa rồi. Không ai để ý quá lửa rồi. Đây là con cò. Con tu hoạch. Cò trắng. Đó, được có 4 con này thôi anh em ơi. Rồi, giờ là chuẩn bị nhậu anh em nhé. Giờ chuẩn bị nhậu thôi. Này. 4-5 anh em đi xuồng máy qua đây. Đó.
chiều về đồng thì về cánh đồng thì khả năng là được nhiều hơn. Về cánh đồng thì bem thoải mái luôn. Ở đây di chuyển rất là khó khăn. Đá mới lối mới rừng không ấy. Đi bộ bắn được một con cũng đủ mệt luôn anh em ơi. Thôi em vào em nhậu rồi, chắc là cũng chín rồi. Chào anh em nha. Đấy, anh em cứ có nhu cầu liên hệ củi lửa Condo FX giáp căn chỉnh mọi cái dây rô cho anh em ấy. Sau đó anh em về nhưng mà chỉ được chơi thôi. Liên hệ cho em PCP sinh viên 0979485433 anh em nhé. Rồi chào anh em nhé.